Đây nhá mọi người, ở trên rừng rất là khó cái lá để lợp, nên mình sẽ lấy cái cây lá đao này mọi người này, để mà mang về lợp cái căn lều của mình nhá. Cái cây lá đao này nhá, mình sẽ bây giờ mình sẽ chặt lấy và cho xuống dưới kia. Đấy, cái địa hình nó cũng hơi khó mọi người ạ, nó dốc. Đây con suối nó chảy dài suốt về đây nhá mọi người nhá. Đá đã về đến rồi mọi người nhé. Đấy, và cứ thế mình sẽ đan thành. Đây mọi người, mất nguyên một buổi sáng để mà đan được cái đống lá này đây. Rất là nhiều luôn nha mọi người nhá, rất là đẹp. Đều tam tắp luôn, rất là đẹp luôn. Mình cũng rất chi là khéo tay nên là đan được rất là đẹp mọi người ạ. Mình cảm thấy rất là tự tin luôn. Và về quá trưa mình sẽ đi làm cơm nước để ăn đây. Xong rồi chiều mình sẽ tiếp tục lợp. Chắc là lợp, nếu mà thiếu mình sẽ đi lấy thêm mọi người. Đây hôm nay thì mình không có gì để ăn mọi người ạ. Mình có mang đi tí gạo, tí thì thôi. Bây giờ mình sẽ lấy cái cây này này. Cây này tiếng dân tộc người ta gọi là cây que lạng, mà không biết là người ta nói thế nào cái cây giống này này mọi người này. Đấy, nó thành búi như này là nó cũng có quả có dưới kìa. Mình sẽ bổ lấy một hai đầu về để mà làm bữa trưa đó, vì nó muộn rồi, đói rồi. Cái lá này nó mà thiếu thì mình sẽ lấy tận dụng để mà lợp con lều của mình nhé mọi người. Cái lá này mình cũng có vẻ được này. Đó, tốt phết đấy. Đây, nếu mà thiếu lá thì lấy cái loại lá này thôi chứ. Bây giờ ở đây chả có lá gì để mà làm. Rất là khó khăn luôn mọi người. Không có lá, có cây. Đây, mình sẽ bổ lấy cái củ của nó đây nhé mọi người nhé. Đấy, chỉ đành ăn tạm cái củ này thôi. Đây, chả có gì ăn. Đây, lá mình sẽ mang về mình bổ ra để lấy cái lõi của nó bên trong. Cái củ này ngon lắm đấy. Cái này ngon này. Đấy. Đây mọi người này, cái củ này nó ngon lắm đấy. Cây que lạng nhé mọi người nhé. Đây này, cái củ nó cũng không khác gì củ cọ, củ đao này, không có củ ở trong này này. Đấy, mà lát mình sẽ mang bên dưới kia mình bổ ra để lấy cái lõi của nó để ăn. Mình sẽ lấy hai củ to này là mình vô tư rồi mọi người ạ. Đây nha mọi người, hôm nay mình vẫn sẽ nấu gạo nhá, bằng ống tre này. Và mình sẽ làm cái món
cái này gọi là củ que lạng ấy mọi người nhé, cái củ rừng nhé, với lại một ít thịt mình có mua đi, ít thịt cho có tí chất đạm cho có sức khỏe để mà làm đây này. Nó mình lấy được một mình sẽ ăn hết tầng này thôi, nó cũng nhiều mọi người ạ, tại vì đi rừng thì không được lãng phí bất kỳ một cái gì nữa, nó đồ ăn thức uống rất là quan trọng để mà đi rừng luôn. Đây bây giờ mình sẽ bỏ các thứ vào đó, do hôm nay mình đi một mình nhé mọi người nhé, thông cảm nhé, hôm nay mình đi một mình giờ mình bỏ các thứ vào để mình nấu đó, tại vì nó cũng muộn rồi. Rồi. Quá chín luôn rồi. Ôi dừa rồi, dừa rồi. Rồi lấy ra là chiến thôi. Xem là thành quả của mình đã. Ô tuyệt vời. Do không có chỗ để nên cái cành mình đã lấy ra cái kia, chắt ra kia cái cành ấy. Bây giờ mình sẽ lột và đổ cái này, cái món này ra, cái tàu lá này để nó ăn cho nó sướng mùi này. Úi giời ơi, thịt và rau, nó đặc sánh lại luôn. Sướng ha, hấp dẫn quá. Đây là những cái miếng thịt nhá mọi người, đây này, nó đặc sánh lại với nhau luôn này. Chín hết rồi, ngon, dẻo. Úi giời, đây. Úi giời, thịt này, nạc luôn đấy. Đây, món canh thì không có nói, tuyệt vời. Đấy, canh thì ở đây rồi. Giờ mình sẽ vắt nước chấm ra cơm đây mọi người ơi. Vắt nước chấm ra là đã thôi. Comment lên muộn quá, đâm ra là bữa sáng cũng là một số cảnh quay nó không được mọi người thông cảm nhé. Một mình làm nên nó rất là khó luôn. Đây rồi, ok rồi. Xem cái lu nước chấm của mình nào. Úi giời ơi, ăn đậu ớt này vào cho nó ấm người. Hôm nay thời tiết nó không nắng ấy, nó muốn mưa nó. Đấy mọi người nhá, cơm này chín dẻo luôn đấy mọi người nhá, đây này. Đây nhá mọi người nhá, cơm chín rất là dẻo luôn này. Đây, mọi người thấy ạ, cơm chín dẻo luôn. Đấy, dẻo luôn mọi người. Đây, nào bây giờ mình sẽ thử lấy cơm ở đây để thử một trận đấy mọi người nhá. Nào làm một chén cơm ra đây đã. Đấy, bắt đầu rồi. Mình sẽ thưởng thức đây, đây là một chén canh nhá mọi người nhá. Nào bây giờ sẽ ăn thưởng thức cái món cái củ này cái nhá. Nào xem một cái miếng củ nó dính lại với nhau như là làm đấy, ngon thật. Nhìn sướng, nhìn thơm lắm, một cái mùi thơm cực kỳ luôn.
Dạo thơm làm một miếng thịt không? Đây, làm miếng thịt này này. Wow, thơm ăn ở nhà nó không thể nào có cảm giác mà nó ngon như lúc lên rừng nó đói kiểu này. Tuyệt vời đấy, làm cái miếng ngọn nó ngon lắm. Sướng ngon, cái cảm giác đói mà ăn ngon, thật sự cảm giác đói ăn nó ngon mọi người. Đấy, như món mình kết hôm nay, mình kết nhất là cái món thịt hầm với cái củ que lạng nữa. Tiếng dân tộc người Tày người ta gọi là cây que lạng, mà không biết là cái cây này nó là cái cây gì nữa, mà ăn nó ngon lắm, nó không khác gì cái củ đao với lại củ cọ, rồi là nó như nhau hết rồi. Ngon lắm, nó không có bị chát thế nào luôn, cái này ngọt, nấu cái thịt nữa thì cái này mình nghĩ làm không nó còn ngon rồi á, mà có hôm nay có thịt vào á, ngon. Thôi bây giờ mình thưởng thức vài miếng nữa, mình sẽ mời người quay phim để ăn cùng với đấy. Lên rừng làm sinh tồn nó kết nhất là những lúc như thế này thôi mọi người ạ. Cảm giác ngồi khung cảnh thì nó mát mẻ, rồi nó không ồn ào bởi những cái cuộc sống xô bồ như ở thành phố hoặc ở các cái vùng đông người. Nó cảm giác nó yên bình lắm mọi người ạ. Nó có một cái làm gì nó gây ấn tượng ấy, nó nhớ. Thế nên qua đây nhá, là tập 2 rồi thì Lực mong muốn rằng tất cả mọi người khi ghé thăm video thì nhớ ủng hộ cho Lực để có nhiều động lực để trải nghiệm nhiều các clip tiếp theo hơn. Thì và đến đây thì mình mời mọi người cùng dùng bữa với mình và mời anh camera sẽ ăn cùng mình luôn. Đến đây thì mình xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.